À, vâng, thì Tiểu Đô kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Tiểu Đô trong một video ngắn ngày hôm nay. Trước mắt quý vị anh chị chúng ta đang xem ngày hôm nay Tiểu Đô có một cặp bé tí bé tẹo mã đời, đó là SRX712M, series của đời loa là mã đời SR-700. Cặp này là SRX712M. Thiết kế của dòng sản phẩm này thì được thiết kế cho chúng ta với cấu trúc là một loa bát 30 dòng từ neo và một loa chép kèn cũng là kèn neo. Và một trong những cặp loa được thiết kế nhỏ tí nhỏ tẹo để phục vụ cho quý vị anh chị em. Những căn phòng nhỏ chúng ta không thể chơi được những cặp loa to. Đấy, thì chúng ta chơi những cặp loa nhỏ như thế này. Những cặp loa nhỏ như này, đời đầu 7 thì nó là đời cao cấp rồi. Nên có chất âm của tiếng bát cũng như chất âm của lời ca rất là hay. Nếu như quý vị chúng ta chơi một cặp này thì chúng ta cần thêm một quả trầm nữa thì đảm bảo là một bộ âm thanh gia đình của chúng ta sẽ rất là hay. Và nó nhỏ gọn như này thì chúng ta có thể treo hoặc kê ở bên hông của kệ của gia đình chúng ta, hoặc chúng ta có thể để trên kệ cũng đều tốt, không bị ảnh hưởng bởi vì nó thiết kế nhỏ gọn. Cặp này được sản xuất tại Made in Mexico quý vị anh chị em nhé, Made in Mexico. Và dòng này được thiết kế với cấu trúc thùng nhỏ gọn như này thì tỷ lệ về độ thùng nó rất là đẹp. Vì tại sao Tiêu Đô lại nói là những cái cặp nhỏ này tỷ lệ thùng nó độ đẹp nó cao, là vì nó nhỏ này, cái vấn đề vận chuyển người ta vận chuyển nó rất là nhẹ nhàng. Cái này chúng ta có thể xách một người, có thể xách mỗi tay một cái đi từ trên tầng 1 xuống tầng 2, tầng 2 xuống tầng 1 hoặc tầng 1 xuống dưới tầng trệt vô tư. Ở đây là những người yếu cũng có thể xách được mỗi tay là một cái, còn người khỏe thì mỗi tay một cái còn thấy nhẹ, bởi vì nó một cái bát neo thì nó nhẹ thôi. Thân thùng đây thì chúng ta thấy rằng về độ đẹp của thân thùng cũng dòng sản phẩm này cũng được thiết kế dòng sơn cát quý vị nhé, cũng là một trong những dòng sơn cát. Những dòng sơn cát thì luôn được quý vị anh chị chúng ta yêu mến nhiều hơn, là bởi vì tỷ lệ về cái độ khi mình chơi mình để cái bám bụi thì lau dọn nó rất là dễ, chỉ cần một cái khăn khô hoặc cái khăn ướt chúng ta chỉ cần lau sơ bộ cái là nó sạch đẹp rồi. Đấy, thùng sơn cát. Và tỷ lệ về độ xước của cặp thùng này thì có thể là không có vết xước, có thể là không có vết xước quý vị anh chị em nhé. Còn những chiếc bát bên trong còn rất là đẹp, những chiếc bát màng còn xanh dần, hàng này được sản xuất tại Mexico. Những chiếc bát bên trong còn rất là đẹp là bởi vì dòng sản phẩm này chúng ta thấy là cái thân thùng còn được đẹp như này, và cái lưới này nó được trang bị cho chúng ta một cái lớp mút ở bên trong, cho nên là cái bụi nó ít bị bám vào, cho nên là cái tỷ lệ độ đẹp nó cao. Cái này cũng thế này. Đấy, những thân thùng cũng sắp Tết Nguyên Đán đến nơi rồi thì chắc chắn là cũng quý vị anh chị nào cũng mong muốn chúng ta gia đình chúng ta dù cặp loa lớn hay cặp loa nhỏ cũng mong muốn là có một bộ âm thanh để mấy ngày Tết chúng ta vui chơi, hội họp, ca hát, nghe nhạc cùng gia đình, hội họp trong mấy ngày Tết Nguyên Đán theo cổ truyền của Việt Nam. Đấy. Ở đây thì chúng ta thấy cái đồng này nó được thiết kế cho chúng ta một cái chạm ở đây, chạm bên trên này, một cái rắc như chích này ở phía bên trên. Đấy. Và ở đây được thiết kế chúng ta một cái công tắc, và chúng ta có thể gạt sang bên đây thì chúng ta cắt chép đi và chúng ta để gạt và để về một bên này thì nó có vừa nói vừa bát vừa chép, còn chúng ta gạt ở bên đây thì nó cắt chép đi chỉ còn bát thôi. Đấy. Những cái mã 712M này nó là thiết kế bát 30. Thì những cái mã bát 30 thì ngoài bên trung tâm, ngoài cái mã này ra thì còn những cái mã khác, đó là đời 4 số. Dòng 4 số đời từ thường, bát từ 220 100. Thì ở đây bên trung tâm còn một cái mã đó là SR4722X đấy ạ. SR4722X cũng được thiết kế cấu trúc một bát 30 và từ 220 100. Cặp này cũng rất là đẹp các bác nhé. Thùng tỷ lệ đẹp lên đến 90% trở lên. Sơ bộ những cái sản phẩm này, bát 30 từ 220 100 các bác nhé. Đây là cặp SR4722X. Đây nó bám tí cái gì đây. Đấy, bám tí bản này. SR4722X. Đấy. Còn bên đây thì SR4702X các bác nha. Đây là SR4702X thì cũng được thiết kế thùng rất là nhỏ gọn.
Đấy, một trong ba cái mẫu mà Tiodo đang giới thiệu với quý vị anh chị em, đây là thùng nó được thiết kế rất là gọn, cũng là đều là thùng sơn cát cả. Đấy, đều là thùng sơn cát cả. Nhưng mà 4702X thì nó thiết kế thùng vát năm cạnh như này, cũng có rắc nêu chích ở bên trên một cái rắc nêu chích và bên dưới một cái rắc nêu chích. Ví dụ chúng ta cắm cây thì chúng ta có thể thích cắm lỗ dưới thì cắm cái lỗ trên này thì cắm này. Đấy, nó đều thiết kế cho chúng ta hai cái đường. Đấy. Thế bên trung tâm hiện tại thì có ba cái mã đời cao, đó là 712M và SR4702X và SR4722X. Vì vậy những quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm những cái cặp loa nhỏ có công suất mạnh, có công suất hay, lời ca chi tiết thì bên trung tâm có là ba mã. Còn những loại bát 40 hoặc là bát 40 dòng phun đơn hoặc là bát 40 dòng phun đôi thì bên trung tâm cũng có rất là nhiều mã khác nhau để phục vụ đến quý vị anh chị em chúng ta có thể chơi trong những ngày Tết. Đấy. Và bên đây thì những dòng sản phẩm đẩy của Mỹ QSC 4.0 có thể tản với những cặp 4733X như những cặp kia. Đấy. Hoặc là 725 hoặc là 4732X đều có thể đánh tốt. Còn quý vị anh chị nào chơi phun đơn nhỏ nhỏ bát 40 thì có 3 DCA 3422. Những dòng QSC này được sản xuất tại đất nước Mỹ. Những lần LA48 này thì có công suất cực mạnh ngang với con 5 Crown 5002 LA48. Đấy, còn bên đây thì có là Crown 5002 và 3006 và ITEC 6000 và những con Crown 1002 và 1202. Và đi trở lại với cặp SRX712M này thì đây là một cặp loa hàng bãi ở bên trung tâm hiện tại đang chào bán cặp này, đó là giá 35.500.000 một cặp. 35.500.000 một cặp giá trên thì Eldo chào bán tại cửa hàng không bao gồm phí vận chuyển. Những cặp như này bao đẹp và bao hay các quý vị nhé, bao đẹp và bao hay và bao cho các bác hàng xịn 100%. Giá là 35.500.000 đồng giá trên không bao gồm phí vận chuyển. Quý vị anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì xin hãy liên hệ sớm bên trung tâm của Tiểu Đô theo số điện thoại đây. Và bây giờ thì Tiểu Đô xin dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip tiếp theo.